Chào mọi người, lại là xe đạp 10B đây. Hôm trước thì mình có một cái chiếc xe Jaguar mang thương hiệu Breton Abet. Nó có hai cái phanh đùm và mình đã giới thiệu trong một cái video rồi. Ngày hôm nay thì mình lại có một cái phiên bản cũng xe Abet và hai phanh đùm nữa. Nhưng mà chiếc xe này nó sẽ thích hợp dành cho nữ hơn. Tại vì cái màu nó khá là nữ tính, với lại thêm một cái nữa là cái ống sườn ở phía trên á, mọi người thấy là nó sẽ hơi cong một chút xíu. Thường mấy người mà sử dụng xe thì họ sẽ quy định cái phần ống sườn như vậy là nó sẽ dành cho nữ. Xe này thì cũng như xe kia, nó sử dụng cái dây cura thay vì xích, cho nên là mọi người đạp rất là nhẹ và cái cảm giác đạp nó rất là êm chân. Đùi dĩa là đùi dĩa nhôm, cái khung sườn của nó cũng là khung sườn nhôm và cái càng đó thì nó bằng thép. Yên là yên zin nhưng mà đã bọc lại da rồi. Ở ngoài sau thì nó được trang bị cái ba ga bằng inox và nó sẽ không bị rỉ sét. Dè trắng xích ngay chỗ cái dây cura với lại hai cái dè trắng bùn thì nó là bằng nhựa. Vì là xe Nhật bãi cho nên là trên xe vẫn còn đầy đủ mấy cái tem đăng ký đăng kiểm tại thị trường nội địa Nhật giống như vậy. Và cái màu sơn này nếu mà mọi người quan sát kỹ, mọi người sẽ thấy được thợ bên mình tút sơn xong có phủ lên một cái lớp phủ bóng mà dạng như cam may á, cho nên là nó hơi óng ánh một chút và cái xe của mình nhìn nó cũng bắt mắt và nó đẹp hơn. Hydro mô tăng thì bằng nhôm và ở bên đây thì nó sẽ có cái tai vặn mà đóng vai trò như là cái chuông vậy đó. Còn bên đây thì là một cái tai vặn Shimano ứng với ba tốc độ số của cái đùm ở phía sau. Đùm phía sau nó có ba tốc độ số âm ở bên trong. Cái rổ xe này là loại mới mình lắp thêm vào, nó không phải là rổ zin của xe đâu, nhưng mà cái kiểu nó cũng khá là đẹp, nhìn giống như những cái hàng nội địa. Đùm trước thì nó sẽ lừa vừa là cái đùm và nó đóng vai trò là một cái dynamo phát điện, sẽ cấp điện cho cái đèn cảm biến ở phía trên. Và ở đây thì mọi người sẽ thấy được nó có cái phần phanh đùm ở phía bên tay trái. Một chút thì mình quay qua bên đó mọi người sẽ xem rõ hơn. Khi mà di chuyển thì đèn xe nó sẽ phát sáng, để mình thử cho mọi người xem. Đây, khi mà bánh xe nó lăn thôi, mọi người thao tác đạp xe bánh xe nó lăn, nó sẽ phát ra điện và nó cấp điện cho cái đèn đó. Xe thì nó có cái vòi báo hơi với lại một cái vòi bơm hơi. Cái vòi báo hơi đó là khi mà mọi người xì hết hơi bên trong ra thì nó sẽ nhô ra cái đoạn màu cam để báo cho mình biết là mình cần phải bơm hơi thêm vào. Nhưng mà mình chưa có thử nữa, để cái này mình thử rồi mình báo với mọi người sau. Khung sườn Abet này nè thì nó sẽ có nhiều dòng, nhưng mà cái dòng mà có khung sườn với cái dây âm ở bên trong như vậy thì thường là nó sẽ có giá trị hơn so với những cái xe mà có dây phanh với dây đề nằm bên ngoài. Đùm ngoài sau là đùm Shimano, nó là của Nhật chánh tông và đây là cái đùm nhôm, nó có đóng cái chữ Choban ở phía trên thân của cái đùm. Và cái căm với lại cái vành á, nang hoa với lại vành niền, nó là loại inox và không bị reset. Ngoài sau nó có cái đèn cảm biến rung động, khi mà mọi người rung nó là nó sẽ nhấp nháy kiểu như vậy. Bây giờ thì mình sẽ quay qua phía bên kia cho mọi người xem cho rõ hết từng chi tiết của chiếc xe này. Bên kia thì mọi người sẽ quan sát được là xe nó có cái phanh đùm nè, hồi nãy vừa nói. Đây, mình quay để cho mọi người xem. Thường thì như mình hay quảng cáo là 10 xe mà mình nhập về thì nó có được khoảng chừng một xe là nó mang cái phanh đùm như vậy thôi, phanh đùm ở phía trước. Và nó khá là hiếm cho nên giá thành nó cao hơn mấy cái chiếc xe thông thường một chút xíu. Ngoài ra thì mọi người sẽ có được cái khóa truyền, nghĩa là khi mà khóa ổ khóa ngoài sau thì cái cổ xe nó sẽ khóa theo, để mình thử thao tác cho mọi người xem. Ngay cái ổ khóa này thì nếu mà mọi người gạt xuống thông thường, gạt theo kiểu như vậy nè, thì nó không xuống. Và mọi người phải bóp vào cái điểm màu cam thì gạt nó mới xuống được. Khi mà mọi người khóa thì nó sẽ rút cái dây cáp đến cái phần chắn cổ phía trước, làm cho cái cổ xe phía trước bị đơ cứng theo. Rồi mọi người thao tác mở ra thì cái cổ xe nó hoạt động lại bình thường. Đó, sơ lược về cái chiếc xe này là như vậy. Size vòng bánh của xe này là 27 inch và xe này hợp với nữ. Người dùng cao khoảng từ 1m55 đến 1m70 trở lại, đi khá là ok. Rồi, nếu mà mọi người có nhu cầu thì cứ alo cho mình. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.